Vào đây, nhà đây rồi. Dạ vâng. Này, cái thầy Huân ấy, nó dẫn bọn nào đến đấy nhỉ? Hỏng mẹ nó rồi. Này, với tư cách phụ trách an ninh xã, ông xuống hỏi đi. Ui, từ từ đã nào. Đây, đấy, tất cả nhà có hai gian, bếp phía đằng kia. Dạ vâng. Đấy, tủ này, cả giường nữa. Rồi, bát đũa dưới kia đủ cả. Chú em mình để lại cả cho cậu đấy. Tôi để đây chị nhá. Cảm ơn anh. Đây này, cái giường này đóng 2 năm rồi mà tốt lắm đấy. Vâng. Đồ đạc có thể để vào trong cái tủ này được đây này. Dạ vâng vâng, được rồi ạ. Chuyển vào luôn đi. Thế nào? Đã ưng chưa? Anh không thấy em đang treo giò phong lan à? Giỏi. Anh ơi, thế nước thì lấy ở đâu ạ? Giếng kia kìa. Đằng trước lại có cả dòng suối mơ của cô chú nữa. Thế à? Ôi, suối đẹp quá. Thế còn đất ạ? Chà, cô này tham quá. Muốn có đất ý, thì phải theo tôi. Đưa em bế cho. Anh phải lấy cho em cái khăn nhá. Này, chắc chúng nó lại đi xem đất đấy. Đấy, cô chú thấy chưa? Quanh quả đồi này toàn là đất của cô chú đấy. Rộng như thế này á hả anh? Đất ở đây bạc màu hơn đất ở trung đoàn mình. Trồng ngũ cốc không ăn thua anh ạ. Ông này giỏi, tôi thử mãi rồi. Trồng ngô không ăn, trồng sắn cũng không được. À, Biên đấy à? Vâng. Lại đây. Có việc gì thế anh? Anh Biên đây phụ trách an ninh xã. Còn đây là vợ chồng cậu em ở dưới xuôi lên tiếp quản nhà và đất của mình. Anh chị quê ở đâu đấy? Dạ em ở Thái Bình ạ. Ở Hà Nội anh ạ. Thế lên đây có giấy tờ gì không? Có chứng minh thư anh ạ. Chú Chính đây mấy năm trước cũng là lính của trung đoàn ở tỉnh ta ấy mà. À, vâng. Vậy thì anh báo cáo với chủ tịch xã. Được rồi, vẫn cụ Phang làm chủ tịch, còn gì làm công an xã chứ gì. Vâng. Thôi tôi xin phép anh nhé. Ừ. Bác ơi. Bác ạ. Cứ gọi tôi là anh thôi. Dạ vâng ạ. Thế anh ở làng rừng, anh có biết vợ chồng anh sinh chị Liên không ạ? Có. Thế anh chị quan hệ thế nào với họ? Dạ, chị Liên là chị họ em, con ông bác ruột ạ. Thế cháu được mấy tháng rồi? Dạ, cháu sắp đầy năm ạ. Này, chị phải cẩn thận đấy nhé. Ở đây nhiều muỗi độc lắm đấy. Làng này chết 2-3 đứa rồi đấy. Thế ạ? Thôi tôi đi nhé. Có phức tạp gì không anh? Đây độc thế cơ ạ. Trò ma cũ bắt nạt ma mới ấy mà. Tôi với chú ấy sống ở đây đã mấy năm rồi, có sao đâu. Còn ở đây toàn dân ngụ cư cả. Cách đây 7-8 năm, tớ hành quân qua đây, có ma nào đâu. Mãi sau mới thấy lác đác vài gia đình ở dưới xuôi lên đây. Vì thế, tớ mới xin xã mảnh đất này để cho chú em lên đây lập nghiệp. Cứ thả sức mà làm, chỉ sợ anh chị thối chí thôi. Ôi anh ơi, thế mảnh đất này là của chúng em ạ? Thì chắc chắn rồi. Ôi, anh bế hộ em với. Ôi. Cậu có cô vợ tuyệt thật đấy.
Thế nào? Ưng chưa hả? Dạ. Em cầm lấy đi. Mama bọn nào? Em ấy có mơ cũng không được như thế này ạ. Anh uống đi. Nào, em giỏi quá. Chúc mừng ông chủ, bà chủ mới. Vâng. Bà chủ cũng phải uống một tí chứ hả? Cảm ơn anh, em đang cho cháu ăn ạ. Uống đi anh. Giỏi nha. Em tốt. Anh Huân ạ, bọn em đúng là đang chết đuối để gặp được anh. Cơ ngơi này đúng là quá sức tưởng tượng của bọn em. Công của anh, nói thật bọn em không trả được. Nhưng ngôi nhà này cũng do công sức của em anh dựng lên. Đất đai kia cũng do công sức của chú ấy khai phá ra. Vì thế, anh cho phép bọn em trả tiền công cho chú ấy. Chà, Linh có học ăn nói cũng khác. Thôi bây giờ anh coi cô chú như người nhà. Tính gọn thế này, khỏi phải ai nấy. Tiền nhà anh tính 1 triệu. Tiền khai phá đất đai anh tính gộp là 2. Được chưa? Dạ. Giá như thế thì bây giờ người ta gọi là mềm oạt đấy ạ. Vậy anh viết giấy chuyển nhượng cho bọn em. Phải viết tên 2 cô chú nhé. Vâng. Dạ, không cần đâu anh ạ. Ok. Anh cứ viết tên một mình anh ấy là đủ ạ. Sao lại không cần? Có như thế 2 người mới có trách nhiệm với mảnh đất này chứ, đúng không? Vâng ạ. Mẹ nó chứ, mình đã nhăm nhe mảnh đất này bao lâu nay rồi. Tại ông ép giá nó quá. Thì có ai ngờ, cái đất khỉ ho cò gáy này lại có đứa chui đến chứ lì. Thằng nó cũng là lính à? Dân Hà Nội, nhưng giải ngũ rồi. Thế thì sợ cái chó gì. Cứ ô ép mạnh vào như thằng trước ấy, là bỏ của chạy lấy người ngay. Nhưng con vợ nó, nghe nói hình như có họ hàng gì đó với vợ chồng Sinh ấy. Ui, dào ấy. Bố con còn chả ăn ai nữa là họ hàng. Đúng không? Thỉnh thoảng rỗi rãi, nhớ lên thăm doanh trại nhé. Tất nhiên rồi, bọn em còn phải nhờ vào anh nhiều. Chúc hạnh phúc. Chào anh ạ. Đi nhé. Dạ. Thế là chúng ta đã có nhà, có cửa, lại còn có cả vườn tược đất đai nữa. Thật là tuyệt vời em ơi. Kìa anh. Con nằm mơ cũng không bao giờ anh nghĩ được như thế này. Em cũng thế. Đây là công việc làm ăn của anh. Em nghĩ hay là hai mẹ con em xin góp vốn ạ? Góp vốn á? Thế em nghĩ chúng mình là thế nào với nhau? Chúng mình về lý vẫn chưa phải là vợ chồng anh ạ. Thế em muốn chúng ta đăng ký à? Tuy tòa án chưa giải quyết, nhưng anh và cô ấy đã tự nguyện làm đơn ly dị. Bây giờ anh đã là người tự do. Anh xin cầu hôn với em. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Khí hậu ở đây dễ chịu em nhỉ? Vâng ạ. À, chào chị. Chào chị ạ. Chị có biết nhà anh Sinh không ạ? Sinh Liên à? Dạ vâng ạ. Ôi nào, con ngoan nào. Đợi mẹ tí nhá. Sắp đến rồi, ý ra tôi chỉ cho. Đi. Đi em. Nào, mẹ cho đến nhà bác Sinh chơi nhá. Ngoan nhà. Thế anh chị ở quê lên à? À không, chúng tôi đến sinh sống ở đây. Ở đây? Ở đất làng rừng này á? Vâng ạ. Thế anh chị ở đâu? Hay định trú ngụ ở nhà anh Sinh? À không, chúng tôi đến ở nhà anh Huân ở đằng kia kìa. Ơ, nhà em cũng ở gần đấy đấy. Thế làng xóm rồi đấy. Thế à? Đây này, nhà anh Sinh đây này. Vâng. Anh Sinh ơi! Anh Sinh! Này có khách này. Ôi! Anh Sinh! Cô Huệ! Mấy năm rồi mà trông chẳng khác tí nào cả. Em vẫn xấu xí như xưa phải không? Bậy nào. Gái một con có khác. Trông xinh hơn trước nhiều. Chào anh. Thế còn đây? Dạ, đây là anh Chính. Chồng em ạ. Dạ. Chắc cô Mùi dẫn cô chú đến đây hả? Đâu có. Em thấy anh chị hỏi đường, tiện thể dẫn đến đây luôn. Chị Liên đâu hả anh? Chị mệt nằm trong nhà. Dạ. Kì cô chú vào nhà đi. Vào nhà đi. Cô Mùi. Chị Liên. Cô vào nhà chơi luôn đi. Ôi trời ơi, lâu quá không gặp. Em phải về ạ. Em khỏe không? Dạ em khỏe. Cháu bé xinh quá. Nào, sao đây với cô nào? Bé nào. Đây là quà của ông bà gửi cho anh chị. Còn đây quà của cháu đây. Trông thằng cu kháu quá. Trông giống ông nội quá anh chị nhỉ. Em mời anh hút thuốc. Hả? Sao mà chú sang thế? Đây là thuốc của mấy anh ở doanh trại cho em. Em có nghiện đâu. Đây, quà của chúng em đây. Có cân chè biếu anh chị. Hả? Chè hả? Ôi, chè ở đây chúng tôi uống no. Thế là cô chở củi về rừng rồi còn gì. Thì lên đây mới biết. Cô Huệ này, trong thư cô viết, chỉ có hai mẹ con lên đây. Sao giờ lại có cả chú này? Thế chú nhận đâu? Cái anh này. Cô ấy đã nói chú ấy phạm tội nên đã bỏ trốn rồi. Với lại thêm người thêm việc, anh lo gì? Các cụ vẫn nói ăn hết nhiều chứ ở hết mấy. À, thôi chết, mải ba hoa mãi. Em bế lấy cháu để chị đi nấu cơm ăn, chắc là đói lắm rồi. Thôi chị ạ, không cần đâu. Thưa anh chị, chúng em rất mừng là đã gặp được họ hàng. Mọi người đều khỏe mạnh. Còn bữa cơm chiều nay chúng em đã chuẩn bị xong rồi. Mời cả nhà ta sang thăm rồi ăn cơm tại nhà em để mừng cho cuộc gặp ngày hôm nay. Thế nhà anh ở đâu? Dạ, bọn em mới đến và mua nhà của anh Huân ạ. Cả chỗ đất khai hoang hả? Dạ. Ui, này, cái chỗ đất ấy là đẹp lắm đấy. Bao nhiêu người nhòm ngó mà không được đấy. Thế thì phải ăn mừng thôi hả? Dạ. Ai mài dao kéo không? Ai mài dao kéo không? Anh gì ơi? Có mài ra kéo không? À, não cùn có mài được không? Mài tất. Trời ơi, anh Nhân. Thời gian truy nã anh khắp nơi. Sao anh liều thế? Vợ con tao đâu? Hai mẹ con cô ấy kéo nhau lên làng rừng sống với vợ chồng Sinh rồi. Thế cô ấy có nhắn gì không? Không, chỉ nhờ em trong nhà và thắp hộ đèn nhang thôi. Nó cướp mẹ bàn thờ, còn đèn nhang gì nữa? Chị ấy đóng lại bàn thờ khác rồi. Còn nhắn gì nữa không? Không,
Thế từ hôm chị ấy lên đấy, có gặp anh không? Thế anh lại gây án mạng nữa phải không? Ai bảo mày thế? Thì hôm em lên thăm anh, em thấy túp lều bị cháy rụi. Mấy người pháp y đang khai quật mộ, xét nghiệm tử thi. Rồi em bị tay cảnh sát tỉnh tóm nữa. Nó bảo sao? Nó bảo anh quyến rũ vợ người ta, rồi hãm hiếp, tra khảo, thủ tiêu gì gì đó. Nghe khủng khiếp lắm. Đồ ngu. Anh về lều em nghỉ đi. Ở đây bất tiện lắm anh ạ. Khỏi cần. Mày sống thế nào? Khó khăn lắm. Cả ngày không vớt nổi cơn tép. Phú này, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì với tao, tao chỉ nhờ cậy mày trông nom nhà cửa cho tao là được. Nếu tao không về đây nữa, thì mày cứ dọn đến đấy mà ở. Phú, tao coi mày như em. Tao chỉ xin mày nhớ đến ngày giỗ Tết, mày thắp hương cho thầy mẹ tao, để các cụ đỡ tủi thân. Anh đừng lo, mấy tháng nay, ngày rằm mùng một nào, em cũng đều đến thắp hương cho các cụ đấy chứ. À này, mày cầm lấy ít tiền mà tiêu. Thôi anh cầm lấy, em vẫn còn mà. Thôi, mày cứ cầm lấy. Mụ Hạt giờ này có nhà không? Anh định... Tao hỏi, mụ Hạt có nhà không? Có đấy ạ. Trưa nào mụ cũng ở nhà đếm tiền lãi thu được ạ. Thôi, tao đi. Ai mài dao mài kéo không? Ai mài dao mài kéo không? Ê, quá. Này, mày vào đây làm gì hả? Dạ, ông cho con hỏi. Bà chủ có nhà không à? Không có nhà. Thôi, đi chỗ khác mà kiếm ăn. Nhá, đi. Ai đây? Gã mài dao kéo. Bảo lão mài cho mấy con dao. Dao nào? Ở trong trạm đấy. Lão mài mà không sắc thì tôi không trả tiền đâu đấy nhá. Vâng. Bẩm bạc yên tâm ạ. Đấy, mài đi. Mang lên trình bà xem được chưa? Mài mà không sắc là lão chết đấy nhá. Thôi lên đi. Dạ vâng. Bà xem đã được chưa ạ? Con này gợn lắm, chưa được đâu. Con này cũng thế. Thôi thôi, xuống mài lại đi. Xuống đi, xuống mài lại đi. Bẩm bà, con dao sắc thế này bà không ưng sao? Hả? Ngồi nguyên. Mày mà kêu lên một tiếng, tao sẽ rạch mồm mày ra. Lão là... Hả?
Nhẫn đây, nhẫn giết người đây. Mày, mày cướp bàn thờ tổ tiên của nhà ta phải không? Nói. Đừng, đừng, đừng. Tôi sẽ trả hết ạ. Được. Còn việc thứ hai, bà muốn bồi thường mạng sống của chồng bà bao nhiêu? Dạ, không, tôi không đòi gì cả. Không được. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi không cố ý, nhưng cũng gây ra cái chết của chồng bà. Tôi sẽ bồi thường. Bà đòi bao nhiêu? Dạ, tùy cậu thôi ạ. Ngôi nhà của tôi giá bao nhiêu? Dạ, khoảng 4-5 cây ạ. Được. Tôi có một cây, tôi đặt cọc trước. Bao giờ có, tôi sẽ trả nốt. Đây. Vàng thật đấy. Dạ, đúng là vàng thật ạ. Thế là ân oán trả xong nhá. Mọi sự, mụ cứ gặp thằng Phú, biết chưa? Dạ, biết rồi ạ. Giờ như trừng phạt tôi, cứ bắt tôi phải dây vào cái vụ kinh tởm này. Cậu Nhẫn, cậu không lấy giấy biên nhận ạ? Mạng của mụ là cái giấy biên nhận đấy, biết chưa? Này, lấy tiền chưa? Dạ bẩm, lấy rồi ạ. Đi đi. Ai mài dao mài kéo không? Ai mài dao mài kéo không? Ê, để anh buộc cho. Bao giờ thì anh thuê người đến cuốc đất? À, để ít hôm nữa. Anh còn chờ cho phòng nông nghiệp huyện trả lời về giống đã. Nhờ rồi. Bao giờ này sang năm, chúng mình sẽ trồng kín quả đồi này anh nhờ. À. Thôi muộn rồi, em về cho con ăn đi. Lo gì? Đã có bác Liên trong hộ rồi còn gì nữa. Nhưng em mệt rồi. Em còn làm được đến đêm đấy. Làm đến đêm cơ. Anh cười cái gì? À, từ hữu có khác. Khác chứ. Chả thế mà ở quê em, từ ngày khoán đất, người ta làm chí chết đấy. Anh biết không, có bà còn thức cả đêm để canh ruộng lúa nhà mình đấy. Tội nghiệp ông chồng lắm nhỉ. Khi anh này. Thế không đúng à? Hả? Không đúng à? Thích không đúng. Thích nhỉ? Em chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như thế này. Có đất đai để cày cấy, có nhà cửa để ở, lại có cả anh nữa. Em nói thật nhá, một quả đồi, chứ 10 quả đồi á, em cũng phạt băng đấy. Tôi chết, em lại lên cơn sốt rồi. Cái anh này không đúng, không đúng à? Đúng, em nói chỉ có đúng. Thôi em, ta làm tiếp đi. Vâng. Thôi, em về trước đón con đi. Anh đi đâu? Anh có đi thăm thú, con suối, xem nước ở đây thế nào. Để còn mua máy bơm,
ống nước với máy nổ. Anh đi cẩn thận nhá. Nhớ về sớm cả mẹ con em chờ đấy. Ừ. Em về trước đây. Nhớ về sớm nhá. Được rồi. Trông em xấu lắm à? Không. Anh đã nhìn đâu mà biết không xấu? Với tôi, phụ nữ là phái đẹp. Chào cô nhé. Anh Chính, đợi bảo cái này đã. Anh biết không, có người đang rình rập mảnh đất của anh đấy. Ai? Kìa, em nói thế để anh liệu tính mà. Cảm ơn cô nhé. Anh Chính, gì mà vội thế? Đến em chơi cho biết cửa biết nhà. Xin lỗi, tôi đang bận. Anh Chính, anh có biết là con ở đây người ta đang nói gì không? Nói gì? Người ta bảo vợ anh á, đêm nào cũng hí hửng nằm mơ như là bắt được vàng ấy. Thế cô tưởng cô là đóa trà mi chắc? Này, chẳng phải trà mi á, cũng còn hơn nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu nhá. Các anh bê vào chỗ cũ nhá. Hiền Chí. Anh vào xem đã đủ chưa nhá. Nào, mỗi người một chân một tay, nhanh lên. Dạ ba. Thứ ba cái này để ở đâu ạ? Để xuống bếp. Còn cái này cho buộc. Cái này cất vào chảo kho phải không ạ? Đúng rồi. Để đất vào đấy. Hộ tay nào. Kìa, để đây cho người ta, thằng này. Rồi, xong rồi đây. Mang nốt vào đi. Xong chưa? Xong rồi. Ừ. Dạ, một số thứ lặt vặt đã bị thất thoát. Anh làm ơn lấy hộ với anh ấy, bỏ qua cho tôi nhé. Thôi được rồi. Thế đã đủ chưa hả anh? Đủ rồi đấy. Thế là anh xác nhận rồi đấy nhá. Thế tôi xin phép anh, tôi về ạ. Thế này là thế nào hả anh Phú? Mấy hôm trước, người nhà chị Hoạt phát hiện thấy đồ đạc của anh Nhẫn được giấu ở một ngôi nhà hoang trên huyện, chưa tẩu tán kịp. Chị báo tôi đến nhận, đem về. Sao anh lại có chìa khóa của ngôi nhà này? Vì trước khi đi, chị Huệ có giao cho tôi chùm chìa khóa, nói rằng nhờ tôi trông nom hộ nhà cửa và thắp hộ nhang khói. À, gần đây anh có biết tin tức gì của tay Nhẫn không? Tôi thì anh bảo, tôi bị quản thúc suốt ngày thế này, làm sao tôi biết được. Đồ đạc mất trộm, bỗng nhiên bây giờ lại trở về chỗ cũ. Kể cũng lạ nhỉ. Cất đi anh, đi tắm rồi còn vào ăn cơm. Em xem khẩu súng này còn mới không? Bố anh Cường quý lắm mới cho anh khẩu súng này đấy. Thôi đi, người ta đang ngăn việc săn thú rừng để bảo vệ môi trường.
Anh còn vác cái của nợ này về làm gì? Rồi lại sinh chuyện cho mà xem. Thế ngộ nhỡ có con thú nào đến phá cây cối trong mảnh đất của mình, thế em tính sao? Thì lúc đó hãy hay. Nào anh, đi tắm đi. Súng này hai nòng, bắn được hai phát đấy. Em biết bắn súng không? Không, em ghét súng ống lắm. Ngày học quân sự ở trường, em bị ù tai mất mấy ngày vì bắn đạn thật đấy. Thế thì em biết bắn súng thì còn gì nữa. Súng này bắn y hệt như súng trường. Chỉ khác là như thế này nhá. Mở chốt này, lên đạn. Xong rồi, cho đạn vào đây. Thế là xong. Đưa em xem nào. Ê, cẩn thận đấy. Để anh tháo đạn ra đã. Thôi đưa em xem nào. Ê, để anh nổ co đã. Thì nổ co. Kìa. Đã bảo đi tắm rồi mà còn loanh quanh. Để anh buộc nhanh lên đi tắm rồi còn bán cơm. Đây đây đây, sắp xong rồi. Đi. Anh đi tắm nhanh lên. Nhanh lên. Em làm gì mà vội. Cầm chai cái đồng. Tuyên chiến rồi đấy nhá. Thôi tắm đi, em đi đón con nhá. Nào bác sĩ, bác cho cháu ăn chưa? Ăn rồi. Ra mẹ bế nào. Nhà con đàn có khác à. Mấy đứa tranh nhau ăn hết sạch bát cơm. Con mẹ hư quá, ăn tranh hết cả phần của anh nhỉ. Thằng con mày ghê lắm, không chịu thua đâu nhá. Con bố chính mà lại. Này, tao hỏi thật mày, nó con ai đấy? Cái mũi cái miệng không phải con thằng Nhẫn. Thằng Khánh phải không? Lấy cho anh chai rượu em ơi. Có ngay. Ơ kìa, chị làm sao thế? Chị ngồi xuống đi. Sao cái con khỉ, mấy tháng rồi còn gì. Thôi, đông con đông của, lo gì hả chị? Kìa, lấy cho anh chai rượu đi chứ. Vâng ạ. Để mang ra cho. Ôi, bác yêu, bác yêu. Ôi. Báo mẹ thế. À này, bảo chị Giang cho ít lạc nhé. Dạ vâng ạ. Đây là rượu mật ong. Ngâm với ấu trùng chúa tôi mới bắt được trong rừng đấy ạ. Bác uống một chén đi. Mời bác. Ngon thật. Thằng Nhẫn biết chuyện này chưa? Trước khi cưới em đã nói với anh ấy rồi mà. Thế còn thằng Khánh? Em có nói đâu mà biết. Rồi nó cũng sẽ biết. Cái kìm trong bọc lâu ngày rồi cũng tỏi ra thôi. Thế mày với thằng Chính thế nào? Ồ, ra mẹ bế nào. Thôi thôi, không khóc nữa. Con ơi, thế con thấy bố Chính thế nào? Không khóc nữa. Tao hỏi mày cơ mà. Chào bác, chào anh. Vợ con em có ở trong này không? Chả ở đây thì còn ở đâu nữa. Ngồi đây uống chén rượu nhé đây. Ngồi đây. Dạ vâng. Ngồi xuống đây. Thiềng thế không biết. Uống đi. Vâng. Mời bác. Nào.
Thì mời anh. Mời bác ạ. Được vợ cằn nhằn cả đêm là hạnh phúc đấy. Chẳng bù cho anh. Dạ. Này này này, lại sắp rượu vào lời ra nói năng lung tung đấy hả? Dạ, mời bác mời chú. Lạc vụ này không được mẩy lắm ạ. Cô này lạ thật đấy. Của nhà mẩy hay lép thì cũng phải dùng hết. Thế chẳng nhẽ cô bắt anh em tôi ra huyện chắc. Này, ông nói nhiều là tôi mang đi. Ê, ấy, ấy. Ấy, thôi. Chú nói đùa mà. Thôi cô mà bỏ xuống đây nhá. Ok, chú Chính, uống đi chứ. Dạ vâng, mời bác ạ. Này, đây là rượu mật ong rừng ngâm với ấu chúa đấy. Cái loại này á, vợ nó có cằn nhằn cả đêm thì cũng vô tư nhá. Hả? Dạ. Uống đi. Dạ vâng. Gớm, anh cô nó chú mỹ cô quá. Khiếp cái chị này. Mặt đỏ lên thế kia còn gì. Thôi, trả lời tao đi. Thằng Chính thế nào? Anh ấy tốt lắm chị ạ. Em ơi. Ê, làm gì mà khóc dữ thế. Ra bố bế cho bác với mẹ tâm sự nhá. Nào, ôi trời ơi. Tốt, của mới nào chả tốt. Có hơn hai thằng kia không? Khiếp, chị nói gì mà ghê thế. Tao hỏi về tính tình ấy chứ. Em chả biết nói thế nào cả. Em chỉ biết anh ấy là người có học. Cách cư xử lại đàng hoàng, tế nhị lắm. Nhiều khi em thấy cứ như là mình nằm mơ ấy chị ạ. Tao mừng cho mày. Từ khi có vợ chồng mày lên đây, tao cũng thấy vững dạ thêm. Chú Chính, ta làm thêm một chén nữa. Hả? Dạ vâng ạ. Đấy. Mời các bác ạ. Mày thấy không? 100% nhá. Dạ vâng ạ. Trước đây lão nhà tao có bao giờ vui vẻ như thế đâu. Cứ lủi thủi làm quần quật một mình. Lầm lầm li li. Nhiều khi tủi thân, tao hỏi anh ấy, có phải vì em mà anh phải lên đây không? Mà cứ giàu dĩ chẳng nói chẳng cười. Ông ấy kháu bảo tao. Ai bảo cô thế? Tôi rủ cô, chứ cô rủ tôi à? Thế rồi chị bảo sao? Còn sao nữa? Giờ thấy anh ấy vui vẻ thế này, tao mừng quá. Thôi, chị em mình được thuận vợ thuận chồng, lại được ở gần nhau thế này, tao sướng lắm. À, rượu vào có khác, vui vẻ quá. À, xin mời hai bác vào làm một chén. Nào. À, cảm ơn. Thôi để khi khác nhá. Dạ vâng. Đi. Chào em bác ạ. À. Chú uống đi. À, nào. Rồi. Xin mời chú Chính. Vâng ạ. Mời bác. 100% nhá. Bao nhiêu? 10 bánh cải thể. Thuốc xịn đi bố ạ. Thằng Thế có nhà không đây? Thằng Thế ơi! Cứ bình tĩnh, đừng sợ. Thằng an ninh xã đấy mà. Vào đi. Ai đấy? Điền đây. Có việc gì thế? Bọn thằng Sinh, thằng Chính và Lão Lâm dạo này hay tụ tập với nhau. Hội kín hội mở gì anh ạ? Thế chú đã điều tra chưa? Rồi ạ. Nó đúng là lính của Lão Huân đã giải ngũ rồi. Dân Hà Nội mới bỏ vợ, mới chỉ gặp con này thôi. Còn con này là vợ của một thằng tội phạm giết người đang lẩn trốn, vừa rồi lại gây thêm một án mạng nữa. Ở đâu? Em lại quên không hỏi. Nhưng nghe nói cảnh sát đang truy lùng nó gắt gao lắm. Lại sắp có một án mạng đấy. Án mạng nào ạ? Chú ngờ nghệch thế. Nếu mà con vợ chú bị ai nỡ mất, chú sẽ làm gì?
em sẽ lùng, giết ngay cái thằng khốn nạn này. Thế đấy. Bác quả là cao kiến, giờ em mới hiểu. Còn cái vụ thành lập hợp tác xã, họ chưa trả lời chứ gì? Dạ vâng, em đã giục mấy lần, nhưng họ đều bảo để xem đã. Chú vẫn còn bọn đào vàng lần quần ở đây phải không? Nhưng chúng sắp tuần rồi, vì đào mãi chả thấy các khô gì cả anh ạ. Phải dương đông kích tây thì mới nhanh được. Thế nghĩa là thế nào ạ? Cậu về bàn với Tây Dư, tạo ra mâu thuẫn mạnh. Tuyệt chiêu, xin bái phục bác, đúng là khổng minh tái thế. Này, thành lập hợp tác xã, bác phải là chủ nhiệm đấy nhé. Không, tớ già rồi, với lại vợ con không có ở đây, nên tớ cứ phải đi đi về về luôn đấy mà. Không, bác phải... Thôi, cứ đi về đi, việc ấy sẽ bàn sau, nhá. Dạ vâng, thế em về nhé. Ai đấy? Anh ấy mà. Anh là ai? Biên mà. Khuya rồi đến làm gì? Mở ra cho anh mua lon bia. Sao đóng cửa sớm thế em? Bia gì? Bia gì mà chả được. Thôi, uống thì uống đi rồi còn về. Không có bụng béo lại lồng lộn lên đấy. Ôi giời, đang ngủ khi như con lợn nái ở nhà rồi. Mùi, thôi, làm vợ bé anh đi. Chứ thấy em sống thui thủi một mình thế này, tội lắm. Thế ở đây hết đàn ông rồi à? Ngoài anh ra, còn ai đâu. Sĩ y diện. Thế còn ai nào? Hay là em định nói đến thằng Chính? Chính nào? Thôi, đừng vờ nữa. Cẩn thận đấy. Anh mà nổi điên lên thì chỉ có mà... Thì sao? Thì đuổi cổ chúng đi chứ còn sao nữa. Phẹt. Họ đến đây hợp pháp. Anh làm được cái đếch gì? Chả có cái thằng nào ở đất này hợp pháp cả. Thế thì anh đuổi người ta đi thế nào được? Anh không đuổi thì đã có thằng chồng con vợ đuổi. Sao mà dối rắm thế? Chỉ có anh và em là cưng. Ôi kìa, các anh làm trò gì thế này? Đất của nhà tôi tại sao lại phá thế? Anh nhỉ, lui ra. Đất của chung như đất nhà cô, lui ra. Kìa, anh này nữa, dừng tay lại đây. Đất của nhà tôi. Dừng tôi làm việc. Đi ra. Các anh muốn cười cả đây. Này, ông dừng lại ngay đi. Đất của nhà tôi chứ. Đất của nhà bà làm cái trò gì thế? Hả? Thích gì nào? Vải thiều ở đây có vẻ hợp đất anh sinh nhỉ? Anh định năm nay nhân giống, sang năm mới trồng lên nương. Sao anh không đầu tư mua giống? Nhân giống thì đến bao giờ ạ? Vốn ít, đành phải thế thôi chú ạ. Anh Chính ơi! Anh Chính ơi! Cái gì thế? Bọn đào vàng nó đang đào sới khu đất nhà anh kia kìa. Vợ tôi vẫn đang ở đấy cơ mà. Chính một mình làm sao mà đối phó được với chúng nó? Kìa Chính, bình tĩnh đã! Chính ơi! Chính! Bình tĩnh đã Chính ơi! Chính! Bỏ tay ra! Lùi ra! Đất của tao! Đất là đất của mày! Rủi mày mù à? Hay sao tao cắn mày thế này? Lùi ra! Mày bảo bố mày mù à? Bố mày mù cũng mới đọc chữ nhá. Giấy tờ đâu?
Chính quyền xã đã cho phép tao trồng trọt ở đây. Đây là đất của tao. Dạ, cả cái nước này, đất có thằng nào đất riêng cả nhá. Đất chung tất. Anh em đâu, làm việc. Cô Tinh, lùi ra. Dừng lại. Lùi ra. Lùi ra. Lùi ra. Rồi, làm đi. Con này bị điên à? Dừng lại. Dừng lại. Rồi, yên tâm, yên tâm. Này, tao nói cho mày biết nhá. Mày muốn xâm phạm đất của tao nhá, thì bước qua sách tao nhá. À, mày dám chơi tao à? Quát lên. Mày đánh tao à? Cho nó một trận. Chết này. Chồng đủ hèn. Mày lại dám đánh đàn bà. Bỏ ra. Mày là thằng nào? Mày chết mẹ. Anh em đâu? Anh bỏ mẹ đi. Vào đây đi. Vào. Bác phải gọi cho đường ra đây, nhanh lên. Thằng nào dám vào đây? Anh em ơi, đánh chết mẹ đi, tôi chịu trách nhiệm. Đánh cổ mẹ đi. Xông lên. Cho tao rồi, mày lên đôi đi anh Trinh. Lùi ra nào. Anh em. Bác Biển ơi, bác Biển. Nguy rồi bác Biển. Bác ra ngay ngoài kia, họ đang đâm chém nhau ngoài đồi kia kìa. Cái gì? Ai đâm ai chém? Ui dồi, bọn Đào Vàng đánh nhau với anh em nhà Chính. Bác ra ngay đi. Thôi được rồi, ông cứ ra trước đi, rồi tôi ra sau. Bác Biển, bác làm công tác an ninh thôn, tôi chạy đến báo, mà bác cứ đùng đà đùng đỉnh thế này, nếu xảy ra án mạng thì bác chịu trách nhiệm đấy. Làm cái gì mà bác cứ cuống lên thế? Ở cái làng rừng này, đánh nhau là cái chuyện thường tình, có gì mà... Thôi được rồi, tôi đi với bác. Bác khẩn trương lên cho. Mảnh đất của tao. Cút. Đó có súng đấy. Thôi, rút thôi, rút thôi. Bỏ gậy xuống. Tất cả dừng lại. Chị cứ bỏ súng xuống. Ai cho phép chị dùng súng ở bãi hả? Đưa súng đây. Đứng lại. Đây là súng của tôi. Nếu không có khẩu súng này thì bọn chúng đã giết chúng tôi từ lâu rồi. Ai cho phép có người dùng súng? Tôi có giấy phép sử dụng. Giấy đâu? Giấy tôi để ở nhà. Anh em đâu? Tịch thu khẩu súng này cho tôi. Không ai được phép lấy khẩu súng này. Tôi là an ninh phụ trách khu vực này nhá. Giấy xác định chức vụ của ông đâu? Mày là cái thá gì mà dám hỏi giấy tờ tao hả? Dân quân đâu? Gô cổ nó lại cho tao. Súng có đạn đấy. Thằng nào dám bước vào đây? À, thằng này làm loạn hả? Chống lại chính quyền nhà nước hả? Bắn bỏ mẹ đi. Khoan đã. Việc gì cũng phải bình tĩnh. Tôi đề nghị anh Biển giải tất cả mọi người lên ủy ban xã rồi chúng ta giải quyết. Đúng đấy anh ạ. Gô cổ bọn Đào Vàng trái phép lại, đưa lên ủy ban xã giải quyết. Các đồng chí, giải tất cả lên ủy ban. Rõ. Ở kia, xếp bằng một. Phía trước đứng nhanh lên. Đi. Chậm như rùa. Đi. Tự nhiên. Hết cả người, chả được cái việc gì. Thôi, em về với con đi. Anh đi với anh Sinh được rồi. Không được. Cô này nổ súng trái phép, lên công an giải quyết. Tôi là chồng đại diện được chứ? Đăng ký kết hôn đâu? Thôi đi ông, người ta thay mặt vợ là được rồi. Với lại đã xảy ra án mạng gì đâu mà làm to chuyện thế. Cô Mùi cô nói phải đấy. Từ đây lên ủy ban cũng phải mất một nửa ngày đường. Với lại cô lại còn con nhỏ nữa.
Thôi khẩn trương lên, kẻo về đến nhà là tối mịt rồi đấy. Đi. Em về trước đi. Đi đi. Anh Chính. Đầu anh chảy máu rồi đây này. Đếm lau cho nhá. Ôi dồi ôi. Khổ quá. Có đau lắm không hả anh? Cô con hôm nay ngủ ngoan quá. Chị và các cháu ở lại đây ăn cơm cho vui nhá. À này, mày học bắn súng được lúc nào thế? Ôi, ngày học quân sự ở trường ấy mà. Giỏi thật đấy. Nghe nói hôm nay không có mày thì hai anh em họ tan xương với bọn Đào Vàng rồi. Em nghi lão Biển lắm chị ạ. Còn tao, tao nghi cho con Mùi lắm. Mày phải canh chừng đấy. Em thấy chị ấy tốt đấy chứ ạ. Tốt gì? Tán tỉnh lão nhà tao mãi, tao chặn ngay. Thế là quay sang bồ bịch với lão Biển mấy năm nay rồi đấy. Con vợ Biển ghen lồng lên mà không làm gì được. Thế hả chị? Mà này, mày cẩn thận đấy. Trẻ con dạo này hay hát câu: trai tơ vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu đấy. Chúng nó hát thế hả chị? Chả biết ai bày cho chúng nó thế. Các đồng chí cứ yên tâm, tình hình lạc rừng phức tạp như thế này, khi nào đồng chí chủ tịch xã về, chúng tôi sẽ thúc giục về việc thành lập hợp tác xã. Các đồng chí cứ họp dân lại để thông báo tin này và rậm rạp trước các cán bộ chủ chốt rồi đưa lên đây. Còn việc Đào Vàng là phạm pháp, đồng chí Biển phải thẳng tay mà ngăn chặn, không được để tình hình này tiếp tục tái diễn nữa. Dạ. Báo cáo anh cứ tin ở tôi ạ. Thế còn việc anh Chính ạ? Chúng tôi đã xem xét kỹ giấy tờ. Mảnh đất của anh Chính là hợp pháp. Đó là mảnh đất của chủ tịch xã đã cấp cho đồng chí Huân. Đồng chí Huân đã nhượng lại cho anh Chính. Còn việc khẩu súng thì đó là khẩu súng của ông Đỗ Thắng, chuyên viên của Bộ Nông nghiệp. Thế thì hợp pháp thế nào được ạ? Nhưng có giấy ủy quyền cho anh Chính sử dụng. Với lại, anh Chính mấy năm trước là bộ đội ở tỉnh ta. Vì thế tôi không thể bắt giữ khẩu súng đó được. Cứ cho dân sử dụng súng bừa bãi như thế thì có ngày. Ấy, dạ, báo cáo anh. Anh sửa như thế là hợp tình hợp lý lắm đấy ạ. Chúng tôi sẽ nghe lời anh, sẽ tập hợp bà con lại để nghe ý kiến và nguyện vọng của dân về việc thành lập hợp tác xã. Vâng ạ, có thành lập hợp tác xã thì mới giữ được trật tự an ninh ở làng rừng ạ. Mới bảo vệ được đất đai, không bị kẻ xấu phá hại ạ. Dạ, đồng chí cố gắng nói với đồng chí chủ tịch để sớm có quyết định chính thức ạ. Được. Vâng ạ. Chú làm cái gì đấy? Để phòng cháu cắn trộm mà. À này. Dạ. Chú có để cái tay Đào Vàng trẻ tuổi không? Có phải cái tay mà em phang vào đầu không? Ừ. Chính đây đã đỡ đòn cho anh đấy. Lạ nhỉ. Ông lạ thật đấy. Thắng lợi to rồi. Còn rắn nhói cái nỗi gì nữa. Này, thế mới biết đấy. Lão thế thâm thật. Ui giời. Có mảnh đất ngon nhất. Nó cướp mẹ nó rồi. Có thắng lợi cái nỗi gì nữa. Giời. Cái gì? Ông ngu lắm. Một khi có chính quyền trong tay, mình muốn mảnh nào mà chẳng được. Nhưng mà tôi bực cái thằng ấy lắm. Nó dám xúc phạm tôi trước mặt mọi người đấy. Này, nhiều khi cũng phải lùi một bước đấy ông ạ. Ông nói thế nghĩa là thế nào?
Thằng Chính thế khá mạnh. Bên cạnh thì có quân đội, bên trên thì có ông bác ở trên bộ che chở. Ông mà đánh vào điểm mạnh của nó thì chỉ có toi đời thôi. Vậy thì phải làm thế nào? Phải tìm điểm yếu của nó mà đánh. Thì cứ nói toạc mẹ nó ra đi. Điểm yếu của nó là cái gì? Việc gì cũng phải mà mờ. Cái này thì phải hỏi lão Thế. Nhưng mà ông à, tôi thấy là con Mùi có vẻ mê thằng Chính đấy. Mẹ có điểm. Ôi, chị ơi, các anh ấy về rồi kìa. Đầu anh làm sao thế? Không sao, về mổ gà ăn mừng đi. Nó mổ rồi, chỉ đợi các anh về thôi. Này, xuống tắm đi, để em về lấy quần áo. Vâng. Nhanh lên nhá. Cứ cởi quần áo ra cho mát anh ạ. Nhà chú bên cạnh dòng suối, thích thật đấy. Dạ. Đúng là suối mơ. Suối mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Chiều chưa đi sao gió buông. Suối ơi. Các anh ơi, ơi, uống nước đã. Ôi dồi ôi, làm gì mà sang thế? Nó biết hai anh em đi về mệt. Ừ, anh xin. Nên ra hàng cô Mùi mua vội mấy thứ này đấy. Thế à? Có đau lắm không hả anh? Lính tráng, sức già sức thịt một tí, ăn nhầm gì em? Ôi dồi ôi, sưng tấy lên rồi đây này. Em đã giã gừng ngâm rượu rồi đấy. Hai anh tắm nhanh lên, rồi vào em xoa cho. Thôi mày, về đi cho nó tắm. Hay thích ở đây kỳ cọ cho nó hả? Thì em cũng ở đây mát xa cho chồng. Việc gì mà phải ghen tị. Thôi đi các ông, chiều các ông quá rồi các ông lại kêu ạ. Thôi về đi mày. Anh tắm qua thôi, rồi vào em xoa cho nhá. Ôi giời, thôi thôi thôi, cô cứ đi về trước đi. Rồi tối nó về, cô mát xa cho nó thoải mái. Anh này. Uống đi anh. Mát quá. Ngon. Kể có gió mạnh mới biết tùng bách cứng. Cậu vào cuộc cũng khá đấy chứ hả? Anh có vẻ coi thường dân Hà Nội nhỉ. Đùa thế thôi. Chứ từ ngày vợ chồng cậu lên đây, nhà tớ vui hẳn lên. Không sống thu thủi một mình như trước nữa. Đúng là sống có anh, có em, có khác. Dạ vâng. Nhà em cũng thế đấy. Mày mà lên đây gặp lại anh chị. Nói thật với chú, chỉ vì các cụ không cho anh chị lấy nhau nên anh mới lên đây. Thầy mẹ anh già rồi, mấy ông anh thì mải công danh, sự nghiệp, chẳng ai chịu về quê sống cả. Thành ra chỉ có hai ông bà già lọm khọm ở nhà sống với nhau. Nhiều khi nghĩ tội cho các cụ quá. Em nói điều này nhưng anh đừng giận. Em có vốn đấy. Anh cứ lấy mà mua cây giống. Chứ làm ăn cỏ con như anh thì biết đến bao giờ mới giàu. Thôi đi em ơi, các cụ đã dạy rồi. Giàu do số, chết do mệnh, mà tài do thiên. Còn cái đức ấy thì để cho con cháu nó phán xét. Các anh cười gì mà vui thế? Cô Mùi đấy à? Có việc gì đấy? Em có mật gấu ngâm rượu mang đến cho hai anh bôi đây. Không ngờ Hành cũng có võ nghệ cao cường đấy. Hôm nay mà không có sư tử Hà Đông thì toi rồi. Ghê thật, cả làng đầy khiếp vía. Đâu, anh để em xem nào. Ôi trời ơi, sưng tấy hết cả lên rồi đây này. Có gì đâu. Ôi trời ơi, như thế này mà bảo là có gì đâu à. Để im, để im em xoa cho. Khổ quá, anh đã bảo là không sao mà lại. Đỡ đau chưa? À. Ôi chết, đau lắm ạ.
Gì thế em? Kìa kìa. Đấy, chị cứ đuổi em vào đi. Giờ thấy chưa? Thôi nào, nó có lòng tốt, mang thuốc đến xoa cho chồng mình thì đã sao? À. À. Yên cho người ta xoa nào. Xót thế. Ôi im. Mày để tao trị cho con này một mẻ. Ngồi yên. Ngồi yên thì em mới xoa được chứ. Đỡ chưa? Mùi đấy à? Sao rỗi rãi thế? Chị, em biết hai dũng sĩ xung trận, không mẻ đầu thì cũng rứt tai, nên em mang rượu mật gấu đến đây ạ. À. Mật gấu cả? Đưa xem nào. Có vẻ thật đây. Nhưng chị nghe nói, nếu mật gấu thật ấy, bôi vào thì công hiệu lắm đấy. Để chị bôi thử nhé. Đỡ chưa? Huệ ơi, mật gấu thật đấy. Em xoa thử cho chồng em xem. Thế à chị? Thôi thôi, các chị xoa cho hai anh nhá. Em đi về đây. Ý gì? Ai đau? Tao vợ xoa thì kêu đau, còn nó xoa thì mặt các người nghệt như ngốc nghỉa thế hả? Hả? Huệ, xoa đi mày. Thôi, đau. Chưa này. Sắp thành lập hợp tác xã rồi đấy. Tôi sẽ dành cho cô một cái chân kế toán. Lúc đó tha hồ mà vơ của. Anh có thôi đi không nào? Cái gì đấy? Anh hãy để cho tôi yên. Sao? Cô bị cái thằng chó nó hút hồn rồi phải không? Cẩn thận đấy. Đừng giỡn cái thằng này. Nếu không thì... Thì sao nào? Thì sao à? Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi cái làng rừng này đấy. Sĩ diện. Dân bê quay đảo ngũ mà cũng đòi tinh tướng. Mày vừa nói cái gì đấy? Tao bảo mày đảo ngũ đấy, rõ chưa? Còn đĩ này. Lèo, lèo. Cút. Cút. Tao bảo mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Nhớ cái mặt tao. Cút. Có gì uống không cô? Cút mẹ em đi.
Cô làm gì thế hả? Ây chết. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm. Thế anh là ai? Tôi là khách. Thôi, tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Thế anh uống gì? Gì cũng được. Rượu nhá. Cũng xong. Mời. Trời lũ mới cơ à? Dân Sơn Tràng à? Ừ. Cạn đi. Cạn thì cạn. Uống đi. Tôi đãi cơ mà. Nghe nói ở làng này vừa xảy ra hỗn chiến à? Đúng. Mấy thằng đào vàng nhăng nhít vừa thua một con sư tử Hà Đông đấy. Thế cơ? Nó chỉ giơ súng bắn băng băng mấy phát là với thằng vãi đái. Họ là sư tử. Vậy cô là gì? Tôi á? Tôi là Cú. Chắc Cú biết rõ chuyện làng này. Gì mà chả biết. Thử nhá. Thế làng này có bao nhiêu dân tộc nào? Đa phần là Dìu, Sắng, Lơ Lơ thôi. Thế còn Mường? Mường à? À, có một lão. Lão Thế Mường. Nhưng lão giấu đuôi Mường như là mèo giấu cứt ấy. Sao thế? Chả biết. Làm vườn à? Không hẳn. Lão sống biệt lập ở ven rừng. Là cáo già vùng này đấy. Vợ con thì tống biệt xuống huyện ở. Lão sống ở đây một mình. Rình mò cứ như là ma. Nhà Sinh Liên ở đây phải không? Sao biết? Biết chứ. Nó còn có cô em gái nữa. À, con Huệ. Em nói là con sư tử Hà Đông ở đây đấy. Nó vớ được thằng trai tơ hay đáo để. Nên cứ giữ dịt lấy như là ông tử giữ oản ấy. Thế đằng ấy cũng định lên đây kiếm sống à? Cạn à? Uống đi. Cô gì ơi? Cô gì ơi?
Cho cả cái rượu à? Sộp thế. 4 lon bia. Bà bảo Vina. Mười gói mì à? Mở hàng sớm thế cô em. Hôm nay cô lấy gì không? Nước ngọt, bi tay cơ hay là Hadida? Ở đây không bán được đâu, ế lắm. À, lần sau lấy cho 10 cân mì đi nhá. Cho 33 số. Dân chạy hàng mút sang ghê. Mời mấy thằng phòng thuế mà. Mọi khi vẫn đi muộn, sao hôm nay đi sớm thế? Tôi có bận quá. Đêm nay vui vẻ nhé. Cút đi. Làm cái gì mà cao giá thế? Bận sau mày không được đến đây ban ngày nữa đấy. Dạ. Đêm qua cho phê quá mà chú. À, bố cho nhắn chú, sắp tới có phi vụ lớn đấy. Bao nhiêu? 200 cân đấy. Hàng trắng? Dạ không, hàng đen thôi. Bao giờ?
Con chờ xem ngày nào thằng lái xe chở cốp đi Hà Nội. Hàng này mày đổ ở đâu? Hà Nội. Sao bảo ở cảng? Hai anh em cháu suýt chết ở cảng đấy. Lần trước chúng cháu đã ăn giá với một thằng ở cảng, 3.000 đô hai bánh. Hàng Minh Thi xịn. Khi mang xuống, chúng nó muốn ăn chặn chê hàng dởm. Chúng cậy đông, suýt đánh chết hai anh em cháu. Cháu chui được vào oxy công cộng nên thoát. Tẩm không thể tưởng tượng được. Còn thằng em cháu bị chúng giam vào vòm, bỏ đói mấy ngày, may mà thoát được. Từ đấy hai anh em cháu cạch chân cẳng đến già chú ạ. Không có ắc quy, xe chạy sao được. Chú yên tâm, cháu đấu trực tiếp mà. Mày đã tìm ra thằng giết vợ mày chưa? Dạ chưa. Vợ con ở ngay đây. Sao? Thật thế hả chú? Đứa nào đấy hả? Sao mày không gọi cửa? Dạ, cháu thấy cổng mở ạ. Mày vào đây làm gì? Nhân thể chú Biên bảo cháu sang đây, mời ông sang ăn cơm, rồi bàn chuyện thành lập hợp tác xã. Được rồi. Sao bảo mày bị vỡ đầu? Dạ, cháu khỏi rồi ạ. Thế tao tưởng bọn đào vàng chúng mày rút rồi cơ mà. Dạ vâng ạ, nhưng chú Biên giữ cháu lại, để đóng cho chú ấy cái giường. Mày vốn là thợ mộc à? Dạ vâng ạ. Quê ở đâu? Dạ, cháu ở Hòn Gai, Quảng Ninh ạ. Thôi được, về bảo chú Biển tí tao sang nhá. Dạ vâng ạ, chào ông cháu về ạ. Ờ. Mời chú làm lãnh đạo hợp tác xã đấy à? Ờ, để tao xem đã. Xem gì nữa? Có chức có quyền mà đi buôn là nhất đấy chú ạ. Dành con. Về đi. Dạ. Đã báo chưa dần? Dạ, ông ấy bảo tí nữa ông ấy sang ạ. Còn thiếu lá chanh. Thịt gà mà thiếu lá chanh thì còn gì là mùi thịt gà nữa. Này, thế bà không nhớ câu con gà cục tác lá chanh à? Ông này, dạo này tôi thấy ông hay tụ tập chè chén. Ăn uống nhiều tôi lo lắm. Bà cứ lo bò trắng răng. Sắp làm bà chủ đến nơi rồi không sướng à? Bây giờ bà cứ đi kiếm mảnh đất nào bà thích ấy, tôi sẽ chiều, cắm cho bà một mảnh. À,
Vài năm sau, mỗi mét đất thành từng chỉ vàng ấy chứ lì. Trời cho là được, không tham được đâu. Mình do hoàn cảnh nên phải phiêu bạt lên đây. Cùng là dân ngụ cư cả. Bán anh em xa mua láng giềng gần. O ép nhau mà làm gì? Bà thì biết cái gì? Trời cho thì được. Cứ nằm ngửa ấy, rồi mà trời cho. Thôi, ra ngoài vườn, hái mấy cái lá chanh vào đây. À, bác Biền có nhà không đây? Dạ có ạ, mời. Ôi, chào hai bác ạ. Dạ, tôi phải mất 3 lần mới triệu được quân sư đến đấy ông ạ. Ôi, quý hóa quá. Dạ, mời bác ạ. À đây, có lẽ ta vừa nâng vừa hạ và vừa bàn nhé. Phải. Hôm nay bác Biền có vẻ hóm gì? Lại rượu nhà Mùi hả? Dạ vâng, rượu nhà Mùi ạ. Ngửi là biết ngay. Để mời hai bác ạ. Thằng ấy là thằng nào? Ôi, bác yên tâm, thằng này ngoan lắm. Bị đánh vỡ đầu mà chẳng dám kêu ca tiếng nào. Em nghĩ thương tình, cho nó về ở mấy ngày để nó đóng cho cái giường. Tay nghề thằng này khá ra phết đấy. Nào, xin mời các bác. Hôm nay chúng ta họp chủ bị thành lập ban lãnh đạo lâm thời của hợp tác xã. Dạ, mời chủ nhiệm nâng chén để chúng em noi theo ạ. Dạ. Không làm thì trách, mà làm thì... Thì mới vui chứ bác. Dạ. Bác gái đã ra huyện, trông hai con ăn học. Bác ở lại đây lủi thủi một mình, ra tay giúp thiên hạ, cũng là làm việc nghĩa đấy bác ạ. Dạ, đúng thế đấy ạ. Dạ. Thôi được rồi, nào, ta nâng cốc. Chúc sự thành lập của hợp tác xã làng rừng. Vâng. Mời bác ạ. Dạ. Thế theo bác thì trước mắt chúng ta phải làm gì ạ? Thôi đi đi. Danh chúng ta đã có, ngôn đã thuận. Giờ chúng ta cần là uy. Khi có uy, tới ngày bỏ phiếu, chỉ là hình thức, đúng không? Cao kiến quá. Nhưng làm thế nào để có uy hả bác? Muốn có uy thì phải trị kẻ yếu, thỏa hiệp với kẻ mạnh, tạo mâu thuẫn để chia rẽ lực lượng. Thì bác có nói cụ thể để bọn em còn thi hành. Cụ thể là chúng ta tập hợp những hộ thân cô thế cô nghèo túng lại. Dạ. Dọa sẽ trả về địa phương. Họ sợ tất phải đến cầu canh ta, làm ta tăng thế mạnh. Thằng Chính Mạnh lại có học. Bác Dư tạm thời đến mời nó làm chức phó chủ nhiệm hợp tác xã phụ trách về kỹ thuật cây trồng. Vâng. Sinh chính là liên minh khăng khít. Ta phải tách ra. Xếp sinh vào hộ phải trả về địa phương. Thế là giữa chúng có mâu thuẫn. Tuyệt chiêu! Nào, chúng ta cùng nâng cốc. Dưới sự chỉ đạo tài giỏi của bác, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Mời bác, con gà mái tơ này ngon lắm. Mà đã tơ thì cái gì cũng ngon. Cầu xin ông bà, cha mẹ,
hay phù hộ độ trì cho chồng con. Anh Nhân. Anh Nhân. Mày. Anh không sợ bị người ta bắt à? Tôi phải ra viếng mộ mẹ. Tôi phải đi. Đi biệt tích Huệ à? Tôi còn ít tiền. Mẹ cầm lấy mà tiêu. Mẹ đã được tự do. Hãy cố gắng tìm lấy một người nào xứng đáng Huệ nhé. Anh Nhẫn. Không. Em đã là vợ của anh. Em sẽ theo anh. Dù nói dù nói em sẽ mãi mãi theo anh. Đó, trong cuộc họp tới rất mong bác để thẳng thắn. Dạ vâng. Bác cứ nghĩ đi. Chào bác. À, chị Liên. Huệ có nhà không chú? À, nhà em đang ở dưới bếp. Huệ ơi, có chị Liên tới chơi đây này. Chị ạ. Mày làm gì mà tao gọi mãi không ra thế? Em đang nhóm bếp ạ. Có việc gì thế hả chị? Này, thế nhà mày có giấy họp tối mai không? Em không biết. Nhưng mà họp gì ạ? Họp những người thuộc diện KT3 ấy. KT3 là cái gì? Rồi ạ. Là những người như nhà tao với nhà mày ấy. Dân tự do cư trú bất hợp pháp. Ở đây chả tự do ạ. Đây nè. Ban quản trị lâm thời hợp tác xã làng rừng. Ơ, chị ơi, làng này cũng có hợp tác xã. Tao lên đây 3-4 năm nay, đã bao giờ nghe đến hợp tác xã đâu. Thôi à, tôi về anh Chính nhá. Chúng tôi rất cần những người trẻ, khỏe, sốc vác và có học như anh. Vâng ạ, anh về. Thôi à, tôi chào chị Huệ nhá. Dạ, vâng ạ, bác về ạ. Đúng là mất lịch sự. Có việc gì thế chị? Nó đến có việc gì thế? À, họ đến mời em làm phó chủ nhiệm, phụ trách về kỹ thuật trồng trọt của hợp tác xã mà. Oai nhỉ. Thế gia đình chú có thuộc diện KT3 hay không? Em cũng không biết. Chú cột vờ. Làm lãnh đạo hợp tác xã mà không biết gia đình mình có thuộc diện KT3 hay không à? Có chuyện gì thế em? Nghe nói anh chị thuộc diện di cư bất hợp pháp, tối mai phải đi họp. Nhà mình có thuộc diện đó không hả anh? À, anh cũng không biết. Thế tối mai anh có phải đi họp không? Có, họ cũng mời. Thế là nhà mình cũng thuộc diện bất hợp pháp rồi còn gì nữa. Thôi, không có chuyện đó đâu. Đàn bà cứ hay lo nghĩ luẩn quẩn, yên tâm đi. Quay lưng ra đây em kì cho nào. À.
Được chưa? Nước mát quá nhỉ. Đấy, em kỳ sang bên phải một tí. Thế, đúng rồi. Thôi nào, cởi quần ra em giặt cho nhanh lên còn ván cơm. Hả? Ở đây á? Ui giời, làm gì có ai? Vẽ. Bán cho hai gói bột canh. Bán cho tôi hai gói mì. Em mua mì gì? Rồi, nhé. Rồi, vấn đề gì? Anh thì nhớ, anh thì đi họp để chị hồi trong nhà, anh thì nhớ. Không biết K3 là cái gì đâu, không biết sao ý đi họp. Chị chưa? Nhà em. Cứ như cái là xong. Đề nghị bà con trật tự ạ, để cuộc họp nó bắt đầu ạ. Thưa bà con, tôi là Bùi Biền, chắc bà con đã rõ. Trực tiếp phụ trách an ninh của khu vực này. Còn đây là đồng chí Lê Văn Dư. Vâng ạ. Phó chủ nhiệm lâm thời của hợp tác xã Làng Rừng. Dạ. Còn đồng chí chủ nhiệm hiện đang họp trên ủy ban sắp về, sẽ cho ý kiến chỉ đạo. Phó chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật là đồng chí Đình Chính, kỹ sư trồng trọt. Xin mời đồng chí Đình Chính ạ. Đồng chí lên đây. Anh Chính tên nào? Không biết. Chú cứ lên đi, có họ hàng ở nhà anh Sinh đấy còn gì. Dưới xuôi mà lên. Tay này là bộ đội đấy. Hình như kỹ sư. Bộ đội nói là có học thức lắm đấy. Con nhà. Trông còn mũi sáo sủa đấy chứ. Mời đồng chí xem nào. Xem hết làm ăn có được không nhỉ? Dạ, đồng chí phó chủ nhiệm Lê Văn Dư sẽ nói rõ mục đích của buổi triệu tập bà con hôm nay ạ. Dạ, thưa các ông, các bà, hôm nay mọi người đến dự đông đủ như thế này. Ban lãnh đạo chúng tôi rất là hoan nghênh ạ. Công việc của tối nay là như thế này ạ. Theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm ổn định tình hình dân cư ở trong vùng, tránh tình trạng di dân bừa bãi, bất hợp pháp, hợp tác xã chúng tôi được trên giao phó về việc quản lý đất đai ở vùng ta. Vì vậy, tất cả những người nào di dân lên đây mà không có giấy giới thiệu của địa phương hoặc không có giấy chứng nhận của ủy ban khai hoang, không có hộ khẩu ở đây, cư trú bất minh, sẽ phải trở về quê hương bản quán của mình. Nhưng chính sách của Đảng và Nhà nước là nhân đạo. Vì vậy bà con nào trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn, cứ việc làm đơn, hợp tác xã chúng tôi sẽ xét và sẽ trợ cấp tiền nong, phương tiện để bà con ta hồi hương. Đây là danh sách những người thuộc diện KT3 phải trả lại đất cho hợp tác xã quản lý. Đề nghị đồng chí Biền đọc danh sách cho bà con nghe. Thưa bà con, bản danh sách này chúng tôi đã rà soát rất kỹ rồi ạ. Nếu ai có những giấy tờ trên chưa nộp thì phải nộp ngay. Thời hạn là 5 ngày để còn xét. Còn không thì sau 15 ngày, tất cả những người có danh sách sau đây sẽ phải trở về địa phương, trao trả lại đất đai cho hợp tác xã quản lý. 1. Bà Nguyễn Thị Thư, trú quán tỉnh Thái Bình. 2. Bà Lê Thị Ái, trú quán Hà Nam Ninh. Ôi
Ôi giời ơi, giời ơi, công lãnh đạo ơi, các ông dù lòng. Là như thế thì các chị em con bỏ chợ đi. Đánh thẻ, ông bảo gì tôi cũng nghe. Chỉ mong các ông cho tôi ở lại cái đất này thôi ạ. Gia đình tôi khốn khó nên tôi phải bán cửa bán nhà để lên đây định cư. Vậy mà các ông đuổi gia đình tôi đi thì mẹ con tôi biết trông cậy vào đâu. Bà sống ở đâu và sống thế nào, đó là việc của nhà bà. Thế lúc bà bán nhà bán cửa lên đây, bà có hỏi ý kiến chúng tôi không? Tôi xin có ý kiến. Tôi có ý kiến. Ông Lâm nói đi. Tôi xin hỏi cái ban lãnh đạo lâm thời hợp tác xã làng rừng này đúng quá gì đúng rồi, mọc đúng ở đâu ra mà nhanh thế? Nhưng mà ông bà cẩn thận cái chuyện khi chúng tôi đến đây mua thổ khai phá ở đây chẳng thấy bóng dáng một cái hợp tác xã nào ở đây cả. Này, việc thành lập hợp tác xã làng rừng là quyết định của cấp trên, ông định chống đối hả? Tôi xin có ý kiến. Đúng được. Tôi cùng bà con sống ở đây đã mấy năm nay, nhưng chưa thấy ai thay mặt chính quyền làm việc vô lối như các anh. Chúng tôi vì khó khăn, vì đất cát ở quê hương hiếm hoi, vì lý do này, lý do khác, đã và đang nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước lên đây khai hoang, tụ tập nhau trở thành cái làng rừng như thế này. Cuộc sống của bà con đang ổn định, đất khai phá sắp đến ngày ăn quả thì các anh xuất hiện, tự xưng là ban lãnh đạo hợp tác xã làng rừng, định cướp không mồ hôi nước mắt của chúng tôi à? Các anh cho chúng tôi biết chỉ thị nào cho phép canh hành động vô nhân đạo như vậy. Anh bảo chúng tôi vô nhân đạo, tức là anh bảo chính sách của nhà nước ta vô nhân đạo hả? Tôi bảo các anh vô nhân đạo đấy. Thế là các vô lý. Xin giới thiệu với bà con, đồng chí Quách Đông Thế là chủ nhiệm lâm thời của hợp tác xã. Đồng chí vừa đi họp ủy ban về sẽ có ý kiến chỉ đạo với bà con ạ. Anh Sinh, anh cho tôi phát biểu đôi lời với bà con. Tôi vừa họp ở trên huyện về. Tình hình xã ta cũng giống như các xã ở trong huyện, đều có những cái phức tạp của nó. Những việc lớn như mặt trời chúng ta còn làm được. Còn gì khó hơn việc đánh Mỹ đuổi Pháp trước kia, có phải không bà con? Huống hồ cái việc nhỏ nhặt ổn định lại trật tự kỷ cương ở cái làng rừng nhỏ bé này. Nhưng cái khó ở đây là toàn bà con mình. Một mặt là pháp luật, một mặt là tình cảm. Phải giải quyết sao cho thỏa đáng êm đẹp, để các làng khác, xã khác còn trông vào. Vì thế, trong biện pháp thi hành mà đồng chí Biền vừa đọc, hợp tác xã chúng tôi nhân đạo ở chỗ các hộ thuộc diện KT3 có quyền làm đơn khiếu nại. Hợp tác xã chúng tôi sẽ xét và thấy có thể giải quyết được, chúng tôi sẽ giải quyết. Xin phép hỏi ông chủ nhiệm vài lời được không ạ? Đồng chí cứ hỏi. Thưa bà con, ông chủ nhiệm hợp tác xã lâm thời làng rừng là người hiểu biết, từng trải. Vậy xin hỏi, theo ông, từ hợp tác xã có nghĩa là như thế nào ạ? Việc đồng chí hỏi đến đứa trẻ vỡ lòng cũng biết. Nhưng tôi cũng mạn phép giải thích. Hợp tác xã là một cơ sở sản xuất kinh tế thuộc chế độ sở hữu tập thể, như những hợp tác xã ở vùng đồng bằng. Đơn giản thế thôi. Vâng, ông chủ nhiệm đã trả lời rất đúng. Vì thế, tôi xin trả lời thẳng với các ông. Tôi không vào hợp tác xã này vì tôi không muốn đất đai mà nhà nước cho phép tôi sử dụng lại rơi vào tay các ông. Điều thứ hai, tôi thấy cuộc họp tối nay là cuộc họp của chính quyền địa phương đại diện cho nhà nước để giải quyết những công dân vi phạm chính sách, chứ không phải là cuộc họp của hợp tác xã. Hay là các ông đã đọc nhầm chỉ thị của cấp trên là thành lập thôn làng rừng, chứ không phải là thành lập hợp tác xã làng rừng. Vì bây giờ nhà nước đang khuyến khích chúng ta phát triển mô hình trang trại, chứ không phải mô hình hợp tác xã như trước kia nữa. Nào, để nó rõ như ban ngày. Anh định xuyên tạc chính sách của Đảng à? Chỉ thị rõ ràng là thành lập hợp tác xã làng rừng, mà chúng tôi đấy là ban lãnh đạo lâm thời
Vậy thì đề nghị ông chủ nhiệm vừa đi họp trên ủy ban về đọc cho tất cả bà con rõ là thành lập hợp tác xã hay là thành lập thôn làng rừng. Đây là chỉ thị của chủ tịch xã nói với tôi để tôi về vận động bà con trước đã, rồi sẽ chính thức gửi chỉ thị về sau. Thôi, bà con ta về thôi. Khi nào có chỉ thị rõ ràng, chúng ta sẽ họp. Về thôi. Về thôi. Chờ tôi với nhá. Đi ơi. Về đi con. Thế nào, bác có cao kiến gì không? Phải trị bằng được thằng này anh ạ. Đúng vào bọn có học này. Tôi nói mãi ông ấy có chịu nghe đâu. Con run xéo mãi cũng quản. Ồ ép người ta mãi mà.